Để thưởng thức tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của đội văn nghệ huyện Thiệu Hóa, bài hát chèo tự biên chào mừng chi hội Liên Trung. Và tiết mục này là thể hiện tình cảm giữa chi hội Thiệu Hóa và dành cho chi hội Liên Trung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
Trần Dung lưỡi kiếm liên hoàn đã từng dựng nước và giữ nước. Lịch sử còn ghi lời Bác Hồ: các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau giữ nước. Đó là bài Múa Kiếm, nhạc công trống Lê Hồng, cùng các hội viên đến từ câu lạc bộ liên thế hệ xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn trình bày. Sau đây tiết mục bắt đầu. Thưởng thức và tiếp theo sẽ là chi hội Bắc Hải ạ.
trăm muôn mái nhà chung, đoàn kết trong mặt trận tổ quốc, vai sát vai chung tay xây nên nước non mình, với tâm lòng ta chung lòng thanh cao, tự hào sắc quê hương ta tích gì độc lập tự do. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đến thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Ngay từ câu thơ mở đầu, giai điệu đã dâng trào một cảm xúc rơi lệ cho tất cả. Nhạc sĩ Thuận Yến cho biết ông đã từng sử dụng giai điệu của điệu du miền Trung cho ca khúc này, vì chỉ có lời du của quê hương, của mẹ thì người ta mới ra diết nhớ thương, và chắc chắn Chủ tịch Hồ Chí Minh dù đi bốn phương trời cũng không sao quên được âm thanh tha thiết đó. Và ngay sau đây, nhạc phẩm Người Về Thăm Quê sẽ được tái hiện lại qua tiểu phẩm có sự biểu diễn của đội văn nghệ Chi Hội Bắc Hải. Xin mời quý vị cùng đón xem. Và tiếp theo cũng là tiết mục cuối cùng do Chi Hội Trường Long ạ. Tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục hát chèo tự biên Hữu Tình Hải Thượng Quê Ta do Chi Hội Tân Trường biểu diễn, thể hiện tình cảm Chi Hội Tân Trường dành cho Hải Thượng. Xin kính mời quý vị đại biểu cùng đón xem. Thank you.
thiêu hiu ngắm cảnh quê tan hiu hiu nhớ núi ê biển khơi thôi vào quê ta rộn tiếng có câu là tổ xa nhà gần đi bàn ai thương nghĩ mà đừng này cô lên để đây mà xem tình ơi nghĩ thương quê mình chứ tình là nghe xóm mây mây lại chẳng đi dò yêu thương nhau gái đã già để anh tình hòa vào nếp nhạc ý thơ xin mời bạn thêm cánh đầu tình chào quý khách đơn quân tình ai thương bé tan vui sống biển nhân anh chỉ đào coi đâu bao ý quên chữ tình yêu bao nhà máy mới thấy quê mình chào biển đông thủy áo lúa tôi ra đại có đàn đèn trao đưa đi mang cảnh đẹp rêu không lòng đẹp như huyền thoại trong mây mây người bám biển xa khơi như đến cảnh đàn hải âu đàn tiếng hò và nín nhạc đến bôi chữ tề nhìn về đây ấm cái mây để xóm thôn vui rộn ràng lòng dân đi đảng quen toàn chung đồng xây quê hương vui phấn khởi đón ho anh hùng đẹp dầu ai thương phải không người ta chúc mừng cho hôm nay Liên Trung nhưng mà xin quý vị đại biểu và xin các bác anh chị một chút là tỉnh hội có chen ngang được tiếng ạ. Được ạ, được ạ. Tất cả các đơn vị từ Mường Lát, từ Thiệu Hóa, từ thành phố, từ các đơn vị của trong huyện, trong thị xã đến chúc mừng với chung vui với Liên Trung. Tỉnh hội xin có một cái tiết mục truyền thống có thương hiệu của tỉnh hội để chúc mừng cho Liên Trung.
cho chi hội người cao tuổi thành phố hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Minh, nguyên là phó chủ tịch hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa, sẽ chúc mừng đến cho buổi lễ hôm nay một bài hát rất là tuyệt vời truyền thống, và đề nghị là chị em sẵn sàng lên để phụ họa cùng với bài hát này. Vâng, xin cảm ơn anh Thắng. Hôm nay đã chính thức trở thành chi hội người cao tuổi hạnh phúc, một cái điểm tựa mới, một cái tổ ấm mới rất là quan trọng để người cao tuổi phố Liên Trung chúng ta sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Và thay mặt cho đoàn đại biểu của tỉnh, anh Thắng đã giới thiệu rồi, thì chúng tôi cũng xin được gửi đến các quý vị bài hát Cô Gái Sớm Nưa để chúc mừng cho chi hội Liên Trung. Và mời chị em lên ơi.
xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe tất cả quý vị đại biểu. Thật là vô cùng cảm ơn tiết mục vô cùng sôi động của chi hội cao tuổi tỉnh. Đúng là ở lứa tuổi nào thì tinh thần yêu nước, mến người mến bạn, yêu âm nhạc vẫn chảy trong dòng máu người Việt Nam. Cảm ơn chi hội và chúc chi hội sức khỏe và bình an ạ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Dương Quyền Thế, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Phường Hải Thượng lên điều hành buổi lễ. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa hội viên Hội Người Cao Tuổi. Được tin khi Hội Người Cao Tuổi Tổ dân phố Liên Trung tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Đây là một niềm vinh dự và tự hào cả một quá trình phấn đấu và xây dựng. Hôm nay, trong buổi lễ long trọng này, ban tổ chức và hội ban chấp hành hội chi hội người cao tuổi Liên Trung vui mừng và phấn khởi được nhận những điện hoa và những điện hoa của những câu lạc bộ ở xa gửi tới chúc mừng, và những câu lạc bộ xa phường gần đây đã đem đến những lời ca tiếng hát đặc sắc đã được trải nghiệm qua mùa thi tiếng hát người cao tuổi. Chương trình văn nghệ chào mừng của các câu lạc bộ hôm nay là nguồn động viên lớn lao và sự gắn kết góp phần quan trọng trong sự thành công trong buổi lễ hôm nay. Thay mặt ban tổ chức và ban chấp hành chi hội cảm ơn tới các ông bà, anh chị, em trong đội văn nghệ của câu lạc bộ Mường Lát, Thiệu Hóa, Thị xã, thành phố Thanh Hóa, Hải Ninh, Tân Trường, Hải Hà và Bắc Hải. Và xin được cảm ơn chi nhánh YouTuber Cao Khởi đã đến ghi hình và đưa tin. Xin được cảm ơn. Xin kính mời tất cả các quý vị đại biểu và hội viên chúng ta đứng dậy. Cảm ơn các bạn. Chỉnh đốn các cổ trọng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người Việt, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Thanh Hóa về dự và chỉ đạo hội nghị. Tôi xin được trân trọng giới thiệu tất cả các đồng chí trong đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh Hội về dự với chúng ta. Tôi xin được trân trọng giới thiệu về đại biểu Thị hội Nghi Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị hội cũng về dự với chúng ta. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Thị hội Nghi Sơn. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Ba Hàn, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Thị xã Nghi Sơn cũng về dự với chúng ta. Về phía địa phương, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Ngọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân về dự và chỉ đạo. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Sáu, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân về dự và chung vui. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đình,
Đảng ủy viên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng về dự với chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu cô tất cả các đồng chí trưởng chức ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của phường cũng về dự và chung vui. Xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội người cao tuổi phường Hải Thường, ông Trần Văn Bài, bà Nguyễn Thị Sơn cũng về dự với hội nghị. Xin trân trọng được cảm ơn và giới thiệu bà Vi Thị Cán, Chủ tịch Hội người cao tuổi Mường Lát cũng về dự với hội nghị của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Ngọc, Chủ tịch Hội người cao tuổi Thiệu Hóa về dự và chung vui. Tôi xin trân trọng giới thiệu tới các ông bà trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ của các xã phường và các ông bà trong ban thường vụ của Hội người cao tuổi của các xã phường và chi hội trưởng của người cao tuổi phường Hải Thượng về dự và chung vui với buổi lễ của chúng ta. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Sắc, chi hội trưởng người cao tuổi Liên Trung lên đọc báo cáo kết quả xây dựng của chi hội người cao tuổi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hội người cao tuổi phường Hải Thượng, chi hội tổ dân phố Liên Trung. Liên Trung ngày 26 tháng 10 năm 2023 báo cáo kết quả xây dựng chi hội người cao tuổi hạnh phúc tổ dân phố Liên Trung phường Hải Thượng. Tình hình đặc điểm chung của tổ dân phố Liên Trung nằm trong trung tâm của phường Hải Thượng, phía bắc giáp tổ dân phố Bắc Hải, phía đông giáp tổ dân phố Liên Hải, phía tây giáp tổ dân phố Liên Đình. Tổng diện tích tự nhiên là 473,5 hecta, tổng số hộ 402 hộ, nhân khẩu 1672 nhân khẩu, tổng số đảng viên trong chi hội là 49 đảng viên. Tổ dân phố có đường 513 đi qua, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, tiểu thủ công nghiệp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được duy trì thường xuyên đã góp phần đem lại đời sống tinh thần phong phú cho người dân. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, trật tự an toàn được giữ vững. Chi bộ đảng cũng như các tổ chức chính trị xã hội luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của quê hương văn minh và phát triển. Thực hiện hướng dẫn số 01 HD Hội người cao tuổi ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn số 02 HD Hội người cao tuổi ngày 14 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội người cao tuổi thị xã Nghi Sơn về nội dung điều kiện các bước quy trình xây dựng chi hội người cao tuổi hạnh phúc, được sự đồng ý và chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Hội người cao tuổi phường Hải Thượng, chi ủy, chi bộ tổ dân phố Liên Trung, chi hội người cao tuổi tổ dân phố Liên Trung đã kịp thời triển khai tuyên truyền trong chi hội được cán bộ hội viên người cao tuổi và nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương xây dựng chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Sau công tác hội, cán bộ hội viên luôn đoàn kết thống nhất và tích cực tham gia thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của chi hội liên tục từ năm 2018 đến năm 2023, đạt lại những mảnh luôn dẫn đầu các phong trào hội người cao tuổi của phường, được cấp ủy chính quyền và hội cấp trên khen thưởng. Chi hội chú trọng vận động xây dựng chân quỷ do hội viên đóng góp và xây dựng, nhân dân ủng hộ quỹ chi hội, tổng số tiền quỹ của chi hội 120 triệu đồng, đạt bình quân 1 triệu đồng, 1 triệu đồng trên một hội viên. Quỹ chi hội được quản lý chặt chẽ, giúp hội viên vay để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Hai là hội để
bảo hiểm y tế được tiếp cận y tế để được khám chữa bệnh định kỳ 2 lần trên năm. Khi hội viên người cao tuổi qua đời, chi hội có vòng hoa và 1 triệu đồng cúng viếng tham gia tổ chức tang lễ trang trọng chú đáo. Đặc biệt là chi hội vận động gia đình thực hiện nghi thức hỏa táng, đảm bảo vệ sinh môi trường và sử dụng băng đĩa, tiết kiệm chi phí cho gia đình. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chi hội thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh hội viên, kịp thời phản ảnh để đề xuất với chính quyền. 100% hội viên đủ điều kiện tiêu chí đều được hưởng đầy đủ và kịp thời chính sách an sinh xã hội theo luật định. Trong đó số ký 15 hội viên bảo hiểm xã hội, 29 hội viên, 3 là giúp đỡ người cao tuổi có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Hội viên người cao tuổi trong tổ dân phố Linh Trung vẫn cực tham gia lao động sản xuất và phụ giúp con cháu tạo điều kiện việc làm có thu nhập hoặc con cháu người thân chu cấp, được các tổ chức hỗ trợ giúp đỡ đảm bảo cuộc sống. 100% hội viên người cao tuổi trong chi hội không còn thuộc diện hộ nghèo, có nhà ở chi trại. 4 là chi hội có các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa, văn nghệ. Chi hội có câu lạc bộ văn nghệ với 22 thành viên, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh với 25 thành viên, câu lạc bộ bóng chuyền hơi với 20 hội viên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên, tham gia vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe, nhất là thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi. Văn nghệ, bóng chuyền hơi có trên 80% người cao tuổi tham gia. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa tất cả các đồng chí, các quý vị đại biểu, kính thưa các đại biểu của các chi hội bạn của Liên Trung, và kính thưa toàn thể cán bộ, hội viên người cao tuổi chi hội người cao tuổi Liên Trung phường Hải Thượng, được ủy quyền của Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa, tôi xin đọc quyết định công nhận đạt chuẩn chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa. Thanh Hóa ngày 15 tháng 11 năm 2023 quyết định công nhận đạt chuẩn chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Căn cứ điều lệ Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa, căn cứ nghị quyết Đại hội Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ hướng dẫn số 01 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa về nội dung xây dựng mô hình chi hội người cao tuổi hạnh phúc, căn cứ quy định số 01 ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa về hồ sơ thủ tục thẩm định công nhận tổ chức công nhận danh hiệu chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Xét tờ trình số 167 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi thị xã Nghi Sơn, Ban Thường vụ Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa quyết định điều 1, công nhận và tặng bằng công nhận chi hội người cao tuổi tổ dân phố Liên Trung, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Hội Người Cao Tuổi phường Hải Thượng chủ trì tổ chức lễ công bố quyết định công nhận. Điều 2, quyết định này có hiệu lực từ ngày ký Văn phòng Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Hội Người Cao Tuổi thị xã Nghi Sơn và tổ chức có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Nguyễn Đức Thắng đã ký, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa lên trao bằng công nhận cho chi hội người cao tuổi Liên Trung.
những người lên để vào hưởng ứng vào tổ khung hình đi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Nghi Sơn, của phường Hải Thượng, của tổ dân phố Liên Trung. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các cụ, các đồng chí, hôm nay thì tỉnh hội rất phấn khởi được dự lễ công bố quyết định công nhận chi hội người cao tuổi tổ dân phố Liên Trung thuộc phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Đây là một cái niềm vui, niềm phấn khởi, và buổi lễ của chúng ta được tổ chức hết sức vui vẻ, đầm ấm, trang trọng. Trước hết, tôi xin được thay mặt cho tỉnh hội gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, đặc biệt xin nhiệt liệt chúc mừng chi hội người cao tuổi tổ dân phố Liên Trung đã đạt là chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các cụ, các bác, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Ngọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đến phát biểu và chúc mừng buổi vinh danh của người cao tuổi Liên Trung. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban chấp hành tỉnh hội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị xã Nghi Sơn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa các cụ ông, cụ bà, thưa toàn thể buổi lễ. Trong không khí vui tươi phấn khởi, thắm tình đoàn kết của tháng 11, tháng diễn ra nhiều hoạt động chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hôm nay tôi rất vinh dự và vui mừng được về dự lễ công bố quyết định công nhận chi hội người cao tuổi hạnh phúc tổ dân phố Liên Trung. Thay mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, khách quý và toàn thể buổi lễ những tình cảm chân thành và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể buổi lễ, nói về hạnh phúc thì có rất nhiều khái niệm và dấu hiệu của hạnh phúc. Trong đó có người ta cảm giác thấy được cuộc sống của mình như mong muốn cũng là hạnh phúc, và cảm nhận hoàn thành hoàn cảnh cuộc sống của mình tốt đẹp thì cũng là một dấu hiệu của hạnh phúc, và thấy mình hoàn thành hoặc làm được những việc mà mình mong muốn thì cũng là hạnh phúc, và cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình cũng là một dấu hiệu của hạnh phúc, và có thể là cảm xúc tích cực nhiều hơn tích cực thì cũng là một hạnh phúc. Và từ những cái khái niệm dấu hiệu đó thì ngoài vượt cái nội dung của cá nhân, của cá thể ra, thì người cao tuổi còn những cái trọng trách mà
cái hạnh phúc nó được còn phải lan tỏa và rộng mở hơn, để không những xây dựng hạnh phúc cho người cao tuổi, cho cá nhân, mà cho còn nêu gương để cho các tổ chức khác, cho gia đình và cho con cháu các thế hệ noi theo. Từ đó hội có thể là, xin phép đồng chí Thắng, là hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa cũng đã thấy rằng là cần phải tiên phong để xây dựng một cái mô hình làm cho người cao tuổi trở nên hạnh phúc, không chỉ với cá biệt cá thể mà cho cả xã hội có một cái động lực, có mục tiêu để phấn đấu. Và như bát biểu của đồng chí Thắng ấy, thì Thanh Hóa chúng ta cũng là những đơn vị mà đi đầu cả nước. Trước đây báo cáo với bác là công an Thanh Hóa cũng có một cái mô hình là tổ an ninh xã hội, và sau này nhân cho cả nước. Và bây giờ thì người cao tuổi Thanh Hóa chúng ta cũng có một cái mô hình là xây dựng chi hội hạnh phúc. Và ngoài những hạnh phúc như tôi đặt vấn đề ban đầu, thì cái hạnh tiêu chí của người cao tuổi hạnh phúc Thanh Hóa nó còn rộng hơn. Và ở chi hội Liên Trung thì ngày 24 tháng 9 năm 2022 chi hội đã tổ chức khai trương xây dựng chi hội hạnh phúc. Và đến nay sau hơn một năm nỗ lực phấn đấu, nhận thức tầm quan trọng, tính nhân văn và ý nghĩa của hội người cao tuổi hạnh phúc, chi hội tổ dân phố Liên Trung luôn bám sát vào 7 cái mục tiêu, cái tiêu chí có thể nói là cơ bản nhưng mà bao trùm lên toàn bộ cái đời sống xã hội. Tôi xin phép bác Thắng là xin nêu lại 7 cái nội dung. Cái tiêu chí thứ nhất ấy, là chi hội vững mạnh từ 3 năm trở lên và có nhiều đóng góp cho phong trào của địa phương. Thì trong toàn phường nội dung này đã được triển khai, đặc biệt nhất là việc đóng góp cho địa phương thì chi hội nào cũng có, nhưng với Liên Trung thì có sự khác biệt lớn hơn và giữ vững được 3 năm trở lên, và có thể các chi hội của đây cũng có thể 3 năm trở lên, nhưng đây là một trong 7 tiêu chí. Cái tiêu chí thứ hai là hội viên đảm bảo an sinh xã hội theo đúng chính sách của nhà nước. Các cái chính sách an sinh xã hội của nhà nước thì được đảm bảo. Và đặc biệt nhất là ở Liên Trung hiện nay là không còn hội viên nào là hộ nghèo cả. Và như báo cáo của cụ sách đã trình bày thì 100% hội viên người cao tuổi có bảo hiểm y tế và được khám chữa bệnh định kỳ hàng năm 6 tháng một lần. Và ngày hôm qua thì báo cáo với bác là các đồng chí là các cụ là đồng chí trạm trưởng trạm y tế là biết được cái nội dung là hôm nay Liên Trung đón nhận danh hiệu, công nhận cái quyết định chi hội hạnh phúc, thì đồng chí đặt vấn đề ngay là đây cũng là một cái điều kiện để trạm y tế có điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nói chung, và sẽ đặt vấn đề với chi hội người cao tuổi Liên Trung để khám chữa bệnh ngay trong cái dịp cuối năm này cho hội viên hội người cao tuổi của Liên Trung. Cái tiêu chí thứ ba là hoạt động giúp đỡ người cao tuổi có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Nói chung này ở đây có nhiều bác đã và đang trực tiếp sản xuất và trở thành mô hình cho các hội viên của hội khác, những hội nông dân là phải nói theo. Ví dụ như cụ Trần Văn Bài hiện nay đang có mô hình là làm rau sạch theo cái công nghệ phân vi sinh và thu nhập kinh tế rất ổn định. Báo cáo các bác như vậy. Bốn là tiêu chí thứ tư là chi hội có câu lạc bộ dưỡng sinh, văn hóa văn nghệ. Báo cáo với bác Thắng là tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Liên Trung, và vinh dự là riêng cái câu lạc bộ liên thế hệ thì Liên Trung cũng là chi hội đầu, câu lạc bộ đầu tiên của phường Hải Thượng, lúc đó là xã Hải Thượng, và bây giờ là Cao Bắc, Bắc Hải và một số cái đơn vị khác là tiếp nối, nhưng mà Liên Trung cũng là đơn vị mà xây dựng cái câu lạc bộ liên thế hệ đầu tiên. Tiếp theo nữa là chi hội có câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thì cái này thì ta thấy rồi, toàn phường đã thấy rồi và Liên Trung cũng khẳng định rồi. Tiêu chí thứ 6 là trong chi hội của tổ dân phố không có hội viên bị đối xử thiếu tôn trọng, bị bạo hành và tinh thần, cả về tinh thần và sức khỏe. Cái tiêu chí thứ 7 là người cao tuổi trong chi hội luôn được tôn trọng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống để đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội, địa phương ngày càng phát triển. Đấy là 7 tiêu chí mà có thể nói là không những người cao tuổi bám vào đây để thực hiện, mà có lẽ là cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị cũng sẽ phải bám vào đây để không những xây dựng cho người cao tuổi hạnh phúc mà còn cho nhân dân hạnh phúc.
Chi hội coi đây là nhiệm vụ, là điều kiện cần và đủ, là môi trường lý tưởng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên, được sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống hạnh phúc. Chi hội đã quyết tâm tổ chức thực hiện, xây dựng thành công, được Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa công nhận chi hội Người Cao Tuổi Hạnh Phúc. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, Hội Người Cao Tuổi phường Hải Thượng có 9 chi hội, gần 1.000 hội viên. Chi hội Người Cao Tuổi tổ dân phố Liên Trung có 126 hội viên đến thời điểm hiện nay, là chi hội đầu tiên xây dựng chi hội hạnh phúc và được công nhận. Đây là động lực, là tiền đề để Hội Người Cao Tuổi phường Hải Thượng tiếp tục thực hiện và triển khai trên toàn phường, để hội viên người cao tuổi được quan tham gia các hoạt động phong trào người cao tuổi, được bảo vệ và phát huy vai trò, góp phần làm cho chất lượng cuộc sống cả về vật chất, tinh thần và sức khỏe của người cao tuổi ngày càng tốt hơn, để người cao tuổi có niềm vui, hạnh phúc, tiếp tục giúp đỡ gia đình và cống hiến cho xã hội, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức hội người cao tuổi trong đời sống xã hội. Xin chúc mừng chi hội tổ dân phố Liên Trung được Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa công nhận là Hội Người Cao Tuổi hạnh phúc. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa toàn thể buổi lễ, trong nhân dịp tổ dân phố Liên Trung đón nhận danh hiệu như trên, thì tôi xin thay mặt cho cấp ủy chính quyền xin được gợi mở một vài nội dung để các cụ quan tâm, và không những các cụ mà hệ thống chính trị trong phường, tổ dân phố cũng xin được các đồng chí quan tâm. Thứ nhất là chi hội tiếp tục phát huy tính nêu gương, cây cao bóng cả, tuổi cao gương sáng của người cao tuổi. Xin báo cáo các cụ là ông bà chúng ta nói là trên mà bất chính thì hạ sẽ tắc loạn, cho nên cái vai trò gương mẫu của người cao tuổi là rất quan trọng. Ở Liên Trung chúng ta đây thì những cái phong trào, những cái chỉ tiêu mà phường phát động, thì ở đây đồng chí bí thư, đồng chí Lương Thị Liên là bao giờ cũng xin ý kiến và tìm giải pháp để được các cụ cao tuổi Liên Trung là đồng thuận và đưa ra các giải pháp, từ đó lại lan tỏa ngược trở lại với hệ thống chính trị, thì kết quả rất là cao. Nhưng vừa rồi báo cáo với bác Thắng, các bác là phường Hải Thượng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là một cái minh chứng rất là cụ thể. Liên Trung làm cái mô hình vận động người dân thông qua Hội Người Cao Tuổi, đây rồi là kết quả đạt cao nhất toàn phường, những cái tỷ lệ. Thì đây là đánh giá một cái việc làm cụ thể mà Hội Viên Người Cao Tuổi Liên Trung, cấp ủy Liên Trung là vận dụng để mà phát huy vai trò của cao tuổi, cần tích nêu gương của người cao tuổi. Thứ hai là cũng đề nghị toàn xã hội thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi. Người cao tuổi là tài sản, là niềm tự hào của quê hương, đất nước. Báo cáo các bác là người cao tuổi là đánh giá cái năng lực, cái thước đo chất lượng người cao tuổi, là đánh giá năng lực, thước đo đời sống của xã hội. Người cao tuổi có sức khỏe tốt, có tuổi thọ cao, thì đấy là cái kết quả sự lãnh đạo của cấp ủy, của chính quyền, của con cháu, của xã hội quan tâm đến các cụ, đời sống rất tốt. Các cụ là sản phẩm, là niềm tự hào, là cái kết quả xây dựng của xã hội, để làm sao các cụ khỏe, các cụ sống lâu, thì mới thể hiện đây là cái kết quả, cái chất lượng của cuộc sống mà chúng ta hướng tới. Cái thứ ba là đề nghị chi hội người cao tuổi là tiếp tục có các cái hoạt động hiệu quả trong cái 7 tiêu chí nêu trên để xây dựng và chi hội hạnh phúc. Là quan trọng nhất là xây dựng và duy trì một cách thực chất. Báo cáo cụ là có thể hôm nay Hội Người Cao Tuổi của tỉnh Thanh Hóa đã công nhận chi hội của Người Cao Tuổi Liên Trung là đạt cái chi hội hạnh phúc, nhưng có lẽ ở đâu đó trong đó chúng ta vẫn còn phải nợ một vài cái tiêu chí nhỏ nào đó mà chúng ta có thể phải hoàn thiện trong thời gian tới. Và cái quan trọng nhất là nó phải đi vào thực chất, chứ không phải chúng ta hôm nay xây dựng chúng ta được rồi, chúng ta bằng lòng với cái đạt được, mà làm sao chúng ta phải xây dựng để đạt được cái là hài lòng, chứ không phải dừng lại bằng lòng. Báo cáo cũng vậy, với 7 tiêu chí trên nó là cơ bản, nhưng mà trẻ nhỏ nó ra thì nó là cái phấn đấu của cả cấp ủy chính quyền, của xã hội, chứ không riêng gì mình cao tuổi. Nhưng mà đặt cho người cao tuổi một cái gương mẫu, cái nêu gương. Bây giờ là trước đây là ta nói là thanh niên là phải tiên phong, nhưng bây giờ người cao tuổi là phải tiên phong làm gương. Và rất mong các cụ là xây dựng và giữ vững danh hiệu chi hội hạnh phúc và đi vào thực chất của cái chi hội hạnh phúc. Tôi cũng xin thay mặt cho các vị chính quyền địa phương xin kính đề nghị Hội Người Cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa, Hội Người Cao Tuổi thị xã Nghi Sơn
và Hội Người cao tuổi phường Hải Thượng tiếp tục quan tâm đối với Hội Người cao tuổi phường Hải Thượng nói chung và chi hội người cao tuổi Liên Trung, để chi hội người cao tuổi Liên Trung giữ vững và phát huy chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Và cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu, các cụ ông cụ bà cùng toàn thể buổi lễ mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp buổi lễ công bố đón nhận câu lạc bộ chi hội hạnh phúc Liên Trung, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc phường Hải Thượng có chút có lãng hoa tươi thắm và chút quà, xin kính mời các đồng chí trong ban chấp hành hội người cao tuổi, các đồng chí đại diện cho người cao tuổi và cấp ủy Liên Trung xin lên nhận cái món quà của phường, và xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Chiến, thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Sáu, Phó Tịch, đồng chí Nguyễn Văn Định, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc sẽ cùng lên trao món quà cho hội người cao tuổi. Và cũng xin trân trọng kính mời các bác đại diện cho tỉnh, cho thị xã cũng lên cùng vui với cái không khí của phường dành cho chi hội. Kính mời các bác. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa hội viên, vừa rồi buổi lễ của chúng ta được nghe bài văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Xin thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn đồng chí và chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin được cảm ơn. Thưa các vị đại biểu, được tin chi hội người cao tuổi của thôn Liên, của tổ dân phố Liên Trung được đón nhận quyết định công nhận chi hội người cao tuổi hạnh phúc. Đồng chí Lê Văn Ngọc là chủ tịch hội người cao tuổi Thượng Hóa đã bớt chút thời gian đến dự chung vui và tặng hoa quà cho đơn vị Liên Trung. Xin kính mời đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Dương và chủ tịch Hội Người cao tuổi thị xã Nghi Sơn và các đồng chí trong ban thường vụ của Hội Người cao tuổi phường Hải Thượng lên tặng quà cho buổi lễ. Xin mời ban chấp hành chi hội lên sân khấu để nhận quà và tặng hoa. Năm xã phường
Hải Dương, Hải Ninh, Tân Cường lần lượt thành lập câu lạc bộ liên hệ và đi vào hoạt động, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống chất lượng cuộc sống của người của các thành viên. Có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các hội viên hội câu lạc bộ và hội viên người cao tuổi nâng cao kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương nhằm tăng cường mối quan hệ giữa câu lạc bộ người cao tuổi. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đình, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của phường lên chứng kiến buổi lễ ký kết kết nghĩa. Xin kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Vâng. Vâng, xin chào. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn tất cả các quý vị. Vâng, xin chào. Vâng. Yeah.